Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 9 giờ 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Huyện đoàn Thạch An vừa tổ chức kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại di tích cụm cứ điểm Đông Khê. Tham dự có học sinh là thanh niên ưu tú của trường Trung học phổ thông Thạch An. Các đại biểu đã ôn lại truyền thống 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Những năm qua, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Thạch An đã kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, thực hiện hiệu quả nhiều phong trào xung kích tình nguyện. Các tổ chức cơ sở đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tích cực thực hiện các phong trào hoạt động xung kích trong phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tại chương trình, Bí thư huyện đoàn đã trao kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ năm 2022 của Trung ương đoàn cho thanh niên tiêu biểu tại trường tiểu học và trung học cơ sở Vân Trình. Nhân dịp này, đoàn trường Trung học phổ thông Thạch An tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới, trao huy hiệu đoàn và sổ đoàn cho 62 thanh niên ưu tú có phẩm chất đạo đức tốt, có nhiều cố gắng, nỗ lực trong học tập. Trước đó, các đại biểu đã dâng hương và báo công tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Khê, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời khẳng định tuổi trẻ huyện Thạch An sẽ ra sức thi đua học tập và rèn luyện để xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa An vừa tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Công đoàn Thi hành án dân sự thăm hỏi động viên đoàn viên và thân nhân khi ốm đau, tặng quà các cháu thiếu nhi với tổng số tiền trên 25 triệu đồng. Các đoàn viên tham gia đóng góp ủng hộ hơn 30 triệu đồng vào các quỹ nhân đạo từ thiện. Các phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo thu hút được đông đảo công chức người lao động nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Công tác tham gia xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh luôn được chú trọng. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu và kết nạp 8 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Nhiệm kỳ 2023-2028, 100% đoàn viên công đoàn thi hành án dân sự đăng ký thực hiện phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo. 100% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, nữ công chức, người lao động đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà. Tại điểm giao dịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Thôn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hà Quảng tổ chức giải ngân cho 18 khách hàng vay vốn với tổng số tiền giải ngân 785 triệu đồng. Xã Thượng Thôn có 17 tổ tiết kiệm và vay vốn. Hiện có 527 khách hàng vay với tổng số dư 29,8 tỷ đồng. Trong đó có 4 chương trình tín dụng ưu đãi được triển khai giải ngân, gồm cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Chất lượng tín dụng đảm bảo không có nợ quá hạn. Nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giúp người dân có vốn làm ăn phát triển kinh tế gia đình, thúc đẩy an sinh xã hội địa phương. Tại phiên giao dịch, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã triển khai giới thiệu ứng dụng Ngân hàng Thông minh VBSP Smart Banking trên điện thoại thông minh, hướng dẫn cho khách hàng cá nhân mở tài khoản và có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile Banking để thực hiện các giao dịch tài chính, phi tài chính trên thiết bị di động thông minh có kết nối Internet. Tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội năm 2023. Theo báo cáo, kết quả khảo sát trên địa bàn xã Đàm Thủy còn tiềm ẩn nhiều loại tội phạm phức tạp như số vụ phạm tội về hình sự 5 vụ, 7 vụ vi phạm mua bán chất ma túy, vẫn còn 78 người nghiện ma túy trên địa bàn, tình hình công dân xuất nhập cảnh trái phép vẫn còn diễn ra. Trước thực trạng trên, các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở triển khai đồng bộ quyết liệt, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt, thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân, tập trung đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội, xây dựng củng cố nhân rộng các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, mang lại hiệu quả tại cơ sở. Phấn đấu thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm thành địa bàn không có hoặc giảm thấp nhất tội phạm, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyển hóa địa bàn năm 2023. Tiếp
theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong nước quốc tế. Xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam không ngừng lớn mạnh và phát triển, vừa thích ứng với xu thế của thời đại, vừa đủ sức cạnh tranh trên trường quốc tế. Đây là nhấn mạnh của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra vào ngày hôm qua 21 tháng 3 tại Phủ Chủ tịch. Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước biểu dương và chúc mừng những thành tựu quan trọng Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đạt được trong suốt 18 năm hình thành và phát triển. Hiệp hội đã tập hợp các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên cả nước, ngày càng phát triển lớn mạnh, trở thành lực lượng kinh tế quan trọng trong quá trình phát triển đất nước. Phó Chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung, trong đó có các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, tiếp tục là lực lượng xung kích trên mặt trận kinh tế, xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh và phát triển, vừa thích ứng với xu thế của thời đại, vừa đủ sức cạnh tranh trên trường quốc tế. Đồng thời, xây dựng hệ giá trị của doanh nghiệp Việt Nam, thông qua những chuẩn mực về văn hóa, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng. Liên kết, hợp tác với nhau, tạo thành sức mạnh chung của doanh nghiệp Việt Nam. Yêu cầu Hiệp hội tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện cho các hội viên tiếp cận hiệu quả. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, ban hành các chính sách phù hợp để thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Liên tục được điều chỉnh giảm mạnh, kể từ đầu tháng 3 tới nay, mức lãi suất huy động từ 9% trên năm trở lên đã trở nên thưa thớt trên bảng niêm yết của các ngân hàng. Theo đó, nếu hồi đầu tháng 3 năm 2023, có tới 10 ngân hàng niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng từ 9 đến 9,5% trên năm, lác đác một số ngân hàng huy động từ 9 đến 9,3% trên năm cho các kỳ hạn 6 và 9 tháng. Thì nay, chỉ còn 4 ngân hàng áp dụng lãi suất từ 9% trên năm cho kỳ hạn 12 tháng. Lãi suất các kỳ hạn ngắn hơn đều đã giảm sâu xuống dưới mức này, phổ biến giảm từ 0,3 đến 0,5% trên năm. Cập nhật đến chiều 21 tháng 3, hiện có Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn và Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm Hữu hạn MTV Đại Dương niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng là 9% trên năm. Đợt giảm lãi suất huy động vừa qua không chỉ ghi nhận tại các ngân hàng thương mại quy mô nhỏ mà ngay cả tại 4 ngân hàng lớn, xu hướng cũng tương tự dù mức giảm ít hơn. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 7,2% trên năm cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Giới chuyên gia dự báo xu hướng giảm lãi suất sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới, nhất là khi Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định giảm một số loại lãi suất điều hành. Thời gian gần đây, chiêu lừa con cấp cứu ở bệnh viện chuyển tiền gấp xuất hiện phổ biến tại nhiều địa phương trong cả nước. Nhiều phụ huynh ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng đã trở thành nạn nhân. Một lần nữa, sự việc cho thấy việc lộ lọt thông tin cá nhân đang bị các đối tượng xấu khai thác để lừa đảo. Theo các chuyên gia an ninh mạng, kẻ xấu thường tự xưng là giáo viên thể dục, nhân viên y tế để gọi điện thông báo cho nạn nhân về việc con cháu họ bị té ngã khi hoạt động thể dục, bị tai nạn dẫn tới chấn thương sọ não, đang nhập viện nên cần tiền mổ gấp. Chúng thậm chí cung cấp thông tin chính xác về tên, tuổi học sinh nhằm tạo sự tin tưởng với các bậc phụ huynh để họ yên tâm chuyển khoản. Nhiều nạn nhân đã bị lừa và chiếm đoạt số tiền lên tới cả 100 triệu đồng. Kẻ lừa đảo sử dụng nỗi sợ hãi và lo lắng cho con em làm lu mờ sự tỉnh táo của nạn nhân. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ đã chỉ đạo nhanh để cảnh báo, đề nghị các địa phương tuyên truyền nhắc nhở và phối hợp với các bên liên quan như Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin Truyền thông cùng chung tay để kịp thời cảnh báo, kiểm tra lại thông tin và có giải pháp ứng xử thực tiễn. Theo Cục An toàn Thông tin cho biết, thông tin bị lộ lọt có từ rất nhiều nguồn. Do đó, để không bị lộ lọt thông tin cá nhân thì trước tiên phải nâng cao nhận thức của người dùng, nhất là cung cấp thông tin khá dễ dàng, đưa hình ảnh lên mạng xã hội, rất dễ bị thu thập cho hành động xấu, thậm chí lừa đảo. Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tăng cường bảo vệ an toàn thông tin, bảo đảm nguồn dữ liệu theo đúng quy định. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 3, khu vực Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
Đây là đợt nắng nóng cục bộ đầu tiên trong năm 2023 xảy ra tại Bắc Bộ và tập trung tại Tây Bắc Bộ. Cao điểm của đợt nắng này vào ngày 22 tháng 3 khi nhiệt độ ở thành phố Hà Nội khoảng 36 độ C. Trạng thái oi nóng duy trì đến hết ngày 24 tháng 3. Ngày 22 tháng 3, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối, thấp nhất từ 35 đến 50%. Các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 đến 55%. Cảnh báo, nắng nóng diện rộng ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Sơn La, Hòa Bình có khả năng kéo dài đến hết ngày 24 tháng 3. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và miền Đông Nam Bộ kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 3. Sau đợt nắng nóng kéo dài 4 ngày trên, dự báo từ ngày 25 tháng 3, nền nhiệt độ ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ chuyển mát. Từ đêm 26 đến 28 tháng 3 có mưa rào và dông rải rác. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Chuyển sang tin quốc tế, các nhà khoa học Nhật Bản vừa phát hiện một kiểu gen khiến người dân khu vực Đông Á có tỷ lệ mắc ung thư dạ dày cao hơn các khu vực khác trên thế giới. Nghiên cứu mới cho biết người dân khu vực Đông Á có nhiều khả năng mắc ung thư dạ dày hơn các nhóm người khác do họ thừa hưởng một đột biến gen cản trở quá trình dung nạp rượu. Việc không thể xử lý rượu đúng cách khi nó tồn tại lâu trong dạ dày khiến những người uống rượu thường xuyên có nhiều khả năng bị viêm dạ dày mãn tính. Và cuối cùng, qua nhiều năm tiếp xúc lặp đi lặp lại, những bệnh nhân này có xu hướng tăng tỷ lệ mắc ung thư dạ dày. Dân số ở Đông Á từ lâu đã bị ảnh hưởng bởi ung thư dạ dày nhiều hơn các nước phương Tây. Một nửa số trường hợp ung thư dạ dày trên toàn thế giới ở Trung Quốc. Và đây là loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới ở Nhật Bản. Bản tin 9 giờ 10 hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.